khi bạn tập luyện chăm chỉ trong thời gian dài. Sẽ rất thích thú khi đo cân nặng đấy. Đến lúc rồi. Đã quá đi. Yeah. Mình giảm được 4,5kg rồi. Làm được rồi. Ồ, cô nàng đi nhanh quá. Gì vậy? Anh chàng sẽ đè bẹp mình. Không, không, đừng. Xem nào. Nặng quá, cứu với. Bức tranh này cứ rơi ra à? Trèo nó chắc nha. Tất nhiên, mình sẽ làm ngay đây. Người siêng năng luôn có người bạn trung thành. Máy khoan không bao giờ làm anh chàng thất vọng. Bắt đầu nào. Để khoan tường, cô nàng cần phải khởi động đã. Chuyện gì vậy? Bạn bị điên à? Để mình ngủ. Hôm nay là thứ bảy. Ai đang gõ vậy? Mình vừa nghe gì đó. Tiếp nào. Ôi không. Nếu bạn sắp có cuộc phỏng vấn quan trọng, bạn cần chọn và in ảnh chụp đẹp nhất. Máy in thích nhất khi đang ngủ say. Đừng mong đợi nhiều từ nghệ sĩ già và giận dữ. Đây anh bạn. Cái gì đây? Hết màu rồi. Bạn có làm hay không? Mình sẽ không đưa cho bạn. Ha, có đáng không đây? Steel có chiếc đồng hồ thông minh mới. Để xem bạn tuyệt thế nào nha. Bạn thấy thế nào? Hãy kiểm tra mạch của bạn. Giờ thì tiến hành cuộc kiểm tra tổng quát nào. Cha cha cha, không tệ. Dậy đi. Steel, đến lúc khởi động rồi. Ngồi xổm nào, không chểnh mảng. Thấp hơn. Hơn, đừng dừng lại. Gì? Chỉ 20 calo. Thôi vậy. Mình có nên đánh răng không đây? Cố lên, Ellie. Nào, thế giới cần nụ cười rạng rỡ của bạn. Được thôi. Bạn trải tràn đầy năng lượng rất vui khi đi vào miệng chủ nhân. Chào, răng nha. Mình sẽ làm cho các bạn trông hoàn hảo. Ồ, mình hơi mệt. Này, chuyện gì vậy? Hết pin rồi. Đôi khi bạn thức dậy nửa đêm để uống nước và chiếc tủ lạnh độc ác bắt đầu kêu bạn. Chào, đến đây, mình có thứ này cho bạn. Nên không ta? Không ai biết đâu. Lại đây. Không, không, mình cần bình tĩnh lại và nghĩ về điều gì đó tốt đẹp. Được thôi, bạn thắng rồi. Có rất nhiều đồ ăn ngon ở đây. Trống rỗng rồi. Chủ nhân chẳng để lại gì cả. Buổi sáng của anh chàng này thường bắt đầu với tách cà phê nóng và bánh mì nướng giòn. Chào buổi sáng, nướng nào. Vậy còn bao lâu nữa đây? Bam, đây. Nóng. Nóng quá đi.
Chờ chút. Nào, tiếp theo nào. Hôm nay trời nóng quá đi. Bật điều hòa lên nào. Đâu rồi ta? Này, chào cưng. Vẫn nóng. Lạnh hơn nào. Anh chàng điều hòa tuyệt vời sẽ làm mọi thứ chủ nhân mong muốn. Tận hưởng cái ôm mát lạnh nè. Vậy đấy, giờ mình đang chết cống đây. Ồ, đúng là mới hỗn độn mà. Mình phải dọn sạch thôi. Mình phải lấy máy hút bụi ra để xử lý việc này. Có vẻ anh chàng này không thích công việc của mình. Đau, đau. Tại sao? Vậy đấy, bạn không cần mình nữa. Ngay cả khi bạn đang xem bộ phim yêu thích lần thứ 100, bạn cần phải uống nước cẩn thận. Nếu không bạn có thể làm đổ trong lúc đang vui. Hả? Ôi trời, giờ tất mình ướt rồi. Mình biết phải làm gì rồi. Máy sấy tóc có thể nhanh chóng sấy khô mọi thứ. Không, đừng. Mình không muốn. Khi nào họ mới dùng mình đúng mục đích đây? Đây, xong rồi. Bàn ủi luôn cần thiết trong mọi ngôi nhà. Anh chàng này có thể hấp mọi nếp nhăn. Chắc nước lên chỗ cần thiết. Và thậm chí là làm sạch từng nếp nhăn. Ủi đồ với bạn thật tuyệt. Điều đầu tiên Rick làm sau giờ làm việc là mở máy tính. Chào anh bạn, đã lâu không gặp nha. Mình là MacBook của bạn. Mình là tuyệt nhất, nhớ không nào? Chơi nào. Ừ, mình cần khởi động. Có chuyện gì vậy? Ồ, mình thấy mệt mỏi. Chạy đi, đừng đóng băng nữa. Xin lỗi anh bạn, mình kiệt sức rồi. Mình phải sửa nó thôi. Máy ép tóc là người bạn tốt nhất của con gái trước bữa tiệc. Cô gái kim loại đáng yêu này khởi động trước khi làm việc. Tốt hơn rồi. Hả? Có gì ở dưới bàn nè. Nè, thêm việc cho bạn đây. Mình sẽ là thẳng bạn. Bạn làm tốt lắm. Quá tuyệt. Để sấy khô và tạo kiểu tóc bồng bềnh, bạn cần sử dụng máy sấy tóc tuyệt vời. Hello, xin chào, chuyện gì vậy? Lần thứ hai cô gái bị phân tâm. Anh trai đã sẵn sàng cho trò đùa. Bạn đang làm gì vậy? Xem bạn có thích không nè. Cái gì vậy? Ôi trời, em xin dạy anh một bài học. Bạn có thích các đồ dùng sinh hoạt của bọn mình chứ? Vậy bình luận xuống dưới và cho biết bạn thích ai nhất. Bàn chải đánh răng dễ thương, điều hòa lôi cuốn hay máy hút bụi đáng thương đây? Và hãy đập nút đăng ký kia, like video này và nhấp vào chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ Woohoo qua Motion nhé.